Mazda CX-70 chốt giá quy đổi gần 1 tỷ đồng, đắt hơn đàn anh CX-90, hãng lý giải nguyên nhân đến từ Option. Sự trùng lặp đội hình SUV mới của Mazda đang thể hiện rất rõ khi tại Bắc Mỹ, Mazda CX-70 vừa dẫm chân CX-90. Vào những ngày giữa tháng 2 qua, Mazda đã công bố biểu giá cho CX-70 vừa được họ ra mắt. Điểm đặc biệt nhất của biểu giá này là việc giá khởi điểm của Mazda CX-70 40.445 USD đến 996,6 triệu đồng, còn đắt hơn cả CX-90 cùng khu vực 37.845 USD đến 932,5 triệu đồng. Việc Mazda CX-70 và CX-90 về cơ bản là cùng một mẫu xe, chỉ khác số hàng ghế là một chuyện. Việc Mazda cho mẫu SUV 2 hàng ghế đắt hơn bản 3 hàng ghế là thực sự khó hiểu. Theo Mazda lý giải, Mazda CX-70 có dàn trang bị tốt hơn trên bản mặc định so với CX-90. Tuy nhiên, chắc chắn phần đông người dùng sẽ chọn xe rẻ hơn, mà có nhiều hơn một hàng ghế trong hai mẫu xe tương đồng. Họ hoàn toàn có thể bỏ tiền ra để mua thêm trang bị ưa thích nếu muốn. Việc cung cấp nhiều phiên bản và hạn chế lựa chọn trang bị ngoài có thể là hướng đi được Mazda ưu tiên lựa chọn cho các dòng sản phẩm của mình trong tương lai. Nói như vậy là, bởi Mazda CX-70 có tận 7 cấp trang bị khác nhau, trong khi CX-90 tại Mỹ có tận 11 cấp trang bị với mức giá khác nhau. Trong khi người dùng Mỹ được tiếp cận CX-70 và CX-90, người dùng toàn cầu sẽ gặp mặt bộ đôi CX-60 và CX-80 có kích thước nhỏ hơn một chút. Nếu tầm giá của hai dòng xe này vẫn dẫm chân nhau hay thậm chí liên đới cả tới đàn em CX-50, không loại trừ khả năng Mazda sẽ cần đơn giản hóa đội hình SUV của mình trong tương lai để dồn sức cho các phân khúc khác như sedan.